vị và các bạn, hôm nay các thí sinh trên cả nước đã bước vào ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi Đại học Cao đẳng năm 2014. Sáng sớm nay, thời tiết trên cả 3 miền từ Bắc đến Trung Nam đều khá mát mẻ. Hầu hết các phụ huynh và thí sinh đều đến điểm thi sớm, ân cần dặn dò để con em mình có được tâm lý tốt nhất trước khi chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi năm nay. Càng về trưa chiều thì tình trạng nắng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho các sĩ tử ở Bắc Bộ và Trung Bộ khá là mệt mỏi. Trong khi đó thì tại cụm thi ở thành phố Hồ Chí Minh, trước khi kết thúc môn thi thì buổi sáng khoảng 15 phút, một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến gây không ít khó khăn cho sĩ tử, phụ huynh. Sang ngày mai, ngày 10 tháng 7 thì các sĩ tử sẽ hoàn thành nốt môn thi cuối của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Về tình hình thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ, trong đêm nay và sáng sớm mai thì mưa rào và dông vẫn có khả năng diễn ra ở diện rải rác. Nơi có mưa nhiều chủ yếu là ở khu vực vùng núi phía Tây như là ở Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ở Hòa Bình và Phú Thọ. Tuy nhiên thì lượng cũng giảm đi đáng kể so với những ngày trước. Do có mưa nên là nền nhiệt độ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ dao động ở trong khoảng là từ 24 cho đến 27 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt phổ biến là từ 25 cho đến 28 độ. Thời tiết nhìn chung dễ chịu, không quá oi nóng. Tuy nhiên vào ban ngày thì trời giảm mây nhanh, cường độ nắng sẽ mạnh dần vào lúc giữa trưa. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở phía Tây Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng là 32 cho đến 35 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ cao hơn và dao động ở mức là từ 33 cho đến 36 độ. Nắng nóng xuất hiện và tập trung ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng và trung du của Bắc Bộ. Với khu vực miền Trung, nắng nóng vẫn bao trùm toàn khu vực, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn. Ban ngày thì nắng cũng khá gay gắt, tuy nhiên thì mức độ không quá khắc nghiệt như những đợt nóng trước. Trong ngày mai thì nhiệt độ cao nhất sẽ dao động ở trong khoảng là từ 34 cho đến 37 độ, có nơi còn trên 37 độ. Ban ngày thì nắng nóng nhưng mà về đêm, ở phía Nam khu vực, từ các tỉnh Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận vẫn có mưa rào và dông rải rác nên là bầu không khí cũng được dịu mát hơn với nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 25 cho đến 28 độ. Mưa cũng xuất hiện rải rác ở các khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Mưa tập trung chủ yếu ở Thanh Hóa nên là nhiệt độ ở mức cao hơn phía Nam khu vực khoảng 1 độ và phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Đối với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, do vẫn chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh nên là thời tiết tại đây vẫn tiếp tục xấu, trời nhiều mây, mưa rào và dông diễn ra hầu như là suốt cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên lượng mưa cũng giảm bớt so với những ngày vừa qua. Số điểm mưa to không còn nhiều nhưng các bậc phụ huynh và các em thí sinh vẫn cần phải mang theo áo mưa và chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra tố lốc và gió rất mạnh trong cơn dông. Do có mưa nhiều nên là nền nhiệt độ vẫn chỉ duy trì ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay thì mưa rào vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi và rải rác có dông. Nhưng mà sang đến ngày mai thì mưa dông sẽ giảm hơn về diện, chỉ tập trung chính ở các tỉnh thành phía Nam của khu vực như là ở Đắk Lắk, Đắk Nông hay là Lâm Đồng. Do đó, nhiệt độ ngày mai có xu hướng là tăng nhẹ khoảng 1 độ so với ngày hôm nay và sẽ dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ. Thời tiết vẫn mát mẻ, dễ chịu. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trên khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan thì vẫn duy trì trạng thái thời tiết xấu. Trường gió Tây Nam vẫn tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Gió mạnh còn gây ra những con sóng cao từ 1,5 cho đến 2,5 mét và có lúc thậm chí là trên 2,5 mét. Và biển động. Ngoài ra thì mưa rào và dông mạnh tiếp tục xảy ra trên các khu vực biển này, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông thì cần phải đề phòng khả năng là có cả lốc xoáy và gió rất mạnh. Các tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi trong khoảng thời gian này. Còn ở phía bắc của Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa, tuy cũng có mưa rải rác nhưng mà tầm nhìn xa thì vẫn thoáng trên 10 km, gió Tây Nam hoạt động với cường độ là cấp 4, cấp 5. Thời tiết cũng tương đối tốt, các tàu thuyền có thể yên tâm hoạt động tại khu vực biển này. Khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14 sẽ là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc các thí sinh hoàn thành và đạt kết quả tốt kỳ thi lần này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.